Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên các app điện tử và trên hệ thống website ibctv.us. Phụ trách chương trình tin tức, sứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin như sau. NATO họp ở Madrid chính thức mở cửa mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập. Tìm thấy 20 thi thể di dân tại sa mạc Libya. Nghi can tấn công khủng bố ở Paris năm 2015 ra tòa, chờ phán quyết bản án. Khám phá 4 ngôi mộ trẻ em Aztec ở Mexico thời thuộc địa Tây Ban Nha. Tổng thống Indonesia công du Ukraine vận động hòa bình. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới NATO qua phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Xin mời quý vị đón xem sau đây. NATO họp ở Madrid chính thức mở cửa mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập. Lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO hôm thứ Tư đã chính thức mời đại diện chính phủ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút quyền phủ quyết tư cách thành viên của hai quốc gia Bắc Âu. Tổng thư ký NATO tối thứ Ba nói rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ mở đường để NATO tiến hành các bước mở rộng liên minh, sự kiện quan trọng nhiều thập niên. Hiệp ước lịch sử đã được ký kết giữa NATO, Phần Lan và Thụy Điển sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ký bản ghi nhớ với hai quốc gia Bắc Âu, nhấn mạnh rằng cuộc chiến tranh Nga xâm lược Ukraine làm hỏng chiến lược của Vladimir Putin, đánh đổ mọi nỗ lực làm suy yếu NATO của Nga và thúc đẩy Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia trung lập và không liên kết trong nhiều thập niên, bước vào vòng tay của liên minh. Sau nhiều tuần lễ tham dự các cuộc hội đàm kéo dài nhiều tiếng đồng hồ tại Madrid, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã không còn phản đối quy chế thành viên NATO dành cho Thụy Điển và Phần Lan để đổi lấy việc hai quốc gia Bắc Âu thực hiện một loạt các biện pháp và cam kết chống lại chủ nghĩa và các tổ chức khủng bố. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cung cấp một số chi tiết về thỏa thuận cho thấy hai quốc gia Bắc Âu đồng ý sửa đổi luật pháp, trừng phạt PKK và thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ các nghi can phạm pháp, đề cập đến đảng công dân Kurdistan đang cố thành lập quốc gia người Kurd độc lập nằm trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tìm thấy 20 thi thể di dân ở sa mạc Libya. Các nhân viên đội tìm kiếm cứu nạn cho biết họ tìm thấy thi thể 20 di dân đi lạc tại sa mạc Libya gần với Chad, nằm quanh một chiếc xe vận tải màu đen. Một tài xế lái xe vận tải đi qua sa mạc đã khám phá thi thể của số người tử vong ở địa điểm cách Kufra khoảng 320 km về phía tây nam, cách biên giới Chad 120 km. Người đứng đầu đội cứu nạn cho biết người tài xế lái chiếc xe vận tải chở di dân đi lạc đường nên không thoát khỏi vụ việc khu vực sa mạc khoảng 14 ngày trước đó, kể từ cú điện thoại cầu cứu cuối cùng diễn ra vào người 13 tháng 6 vừa qua. Hai trong số các thi thể được tìm thấy là người Libya, số còn lại được cho là di dân Chad vượt biên qua Libya bất hợp pháp để tìm kiếm công ăn việc làm. Libya đã trở thành địa điểm thu hút di dân đổ xô tới đây tìm kiếm con đường tới Âu Châu thông qua đường băng qua sa mạc đầy nguy hiểm trước khi đến được địa Trung Hải. Nghi can tấn công khủng bố ở Paris năm 2015 ra tòa, chờ phán quyết bản án. Salah Abdeslam, nghi can chính còn sống, đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố năm 2015 ở Paris. Lần đầu tiên khai trước chủ tọa phiên tòa xét xử ở Pháp rằng y chưa bao giờ giết hoặc làm ai bị thương. Mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đứng trước hai cảnh sát viên sát phía sau, bị cáo Abdeslam đã nói rằng ISIS thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm buộc chính phủ Pháp phải chấm dứt các cuộc tấn công quân sự ở Iraq và Syria. Abdeslam, 32 tuổi, người Pháp gốc Maroc, thú nhận đã thề trung thành với ISIS khoảng 48 tiếng đồng hồ trước khi tấn công ở Paris, vụ khủng bố thảm khốc nhất thế nước Pháp thời hậu chiến, làm 130 người bị chết và hàng trăm người bị thương. Không nói đã đóng vai trò gì trong các cuộc tấn công, Abdeslam chỉ khẳng định rằng y không làm hại ai. Các nhân viên điều tra tin rằng Abdeslam là thành viên duy nhất còn sống của nhóm biệt kích Hồi giáo, đã thực hiện các vụ tấn công bằng súng và bom đồng loạt 6 nhà hàng và quán bar, phòng hòa nhạc Bataclan và vận động trường quốc gia ở Paris. Vì chiếc áo vest chứa chất nổ bị
của bị cáo bị trục trặc nên Adeslam chưa kịp hành động và sau đó trốn khỏi thủ đô Paris vài giờ sau vụ tấn công. Trong số 20 bị cáo, y là người duy nhất bị truy tố tội trực tiếp bắt cóc, giết người. Adeslam đã nói rằng y bị ISIS lôi kéo vì lòng trắc ẩn đối với người dân Syria hơn là vì quan điểm tôn giáo, đồng thời chỉ trích các quốc gia phương Tây áp đặt quy tắc và giá trị đối với các sắc tộc khác. Adeslam thường từ chối hợp tác với nhân viên điều tra Pháp trước khi bị đưa ra tòa xét xử, đôi khi chọc tức các thẩm phán khi bị hỏi cung. Khám phá ra 4 ngôi mộ trẻ em Aztec tại Mexico thời thuộc địa Tây Ban Nha. 4 đứa trẻ Mexico được chôn cất trong những năm sau cuộc chinh phạt của Tây Ban Nha, quốc gia đô hộ với những nghi lễ và thờ cúng cho thấy phong tục thời kỳ tiền Tây Ban Nha tồn tại một thời gian sau khi đế chế Aztec sụp đổ. Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia đã cho biết các ngôi mộ chôn 4 trẻ em từ sơ sinh cho tới 8 tuổi được tìm thấy tại khu lao động tọa lạc ở trung tâm thành phố Mexico. Khi người Tây Ban Nha chiếm đóng thủ đô Aztec năm 1521, họ đã nhanh chóng trục xuất người Mexico bản địa ra khỏi vùng ngoại vi, dành khu vực trung tâm cho người Tây Ban Nha. Mặc dù người Tây Ban Nha đặt ra ngoài vòng pháp luật hầu hết những nghi lễ và thực hành tôn giáo thời kỳ trước đó, các nhà nghiên cứu vẫn tìm thấy bằng chứng cho thấy những đứa trẻ được chôn cất theo phong cách Aztec. Đứa trẻ sơ sinh nhỏ tuổi nhất được đặt trong một cái chậu cạnh những chậu khác xung quanh có hình dạng cục ấu giống như hình dạng của tử cung. Theo Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia, những nhà khảo cổ đã khám phá một khu nhà ở ngoại ô thành phố nơi 13 chiếc lư hương làm bằng đất sét của người Aztec được chôn cất cẩn thận, cho thấy tín ngưỡng và phong tục thời tiền Tây Ban Nha đã tồn tại ở đây một thời gian. Tổng thống Indonesia công du Ukraine vận động hòa bình. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Tư đã công du Ukraine để biểu lộ tinh thần ca ngợi nền hòa bình tại Ukraine. Tổng thống và đệ nhất phu nhân Iriana đã khởi hành tại trạm hành khách Presmin Kloni, Presmin Ba Lan tối thứ Ba để hướng đến Kiev, Ukraine trên một chuyến tàu đặc biệt, trải qua cuộc hành trình kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ. Tổng thống Chokiwi và đoàn tùy tùng của ông đã lên chuyến tàu đặc biệt do chính phủ Ukraine chuẩn bị, đã được các nhà lãnh đạo các quốc gia công du Ukraine trước đó sử dụng. Tổng thống và đoàn tùy tùng của ông gồm Ngoại trưởng Retno Marsudi và Bộ trưởng Nội các Pramono Ong đến Kiev hôm thứ Tư để gặp Tổng thống Ukraine. Chokowi là nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên đến Ukraine, nói rằng ông thực hiện sứ mệnh xây dựng hòa bình, ngăn chặn chiến tranh và thúc đẩy đối thoại giữa Ukraine và Nga. Sau Kiev, Tổng thống Joko Widodo dự tính tiếp tục chuyến công du Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow vào cuối tháng 6 này. Thưa quý khán giả, như thường lệ sau đây chúng tôi xin mời quý vị ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài IBC. Kế đến đó sẽ là những tin tức liên quan tới Nga phủ nhận việc liên lạc với Canada và Đức về đường ống dẫn khí đốt như thế nào. Sập chung cư 4 tầng tại Mumbai làm 19 người tử vong ra sao. Chúng ta tới với việc Hà Nội mở cửa du khách nội địa đến mỗi ngày tăng hơn 40%. Và chê lương thấp cũng như công việc cực nhọc, hàng trăm nhân viên y tế thành phố lớn Việt Nam đã đồng loạt bỏ việc. Cũng như hàng trăm người Ấn Độ dự lễ hỏa táng tín đồ Hindu đã bị giết. Xin mời quý khán giả đón xem sau phần bảo trợ sau đây.